Cô chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Cô là Vũ Thị Thu Hiền đến từ trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Như các em đã biết, nội dung adverbial clause, mệnh đề trạng ngữ ở trong chương trình tiếng Anh phổ thông trung học là một nội dung kiến thức rất quan trọng. Và các em cũng đã được học rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ cách thức, lý do, mục đích, kết quả và sự nhượng bộ. Tuy nhiên, trong phạm vi bài học ngày hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn lại một loại mệnh đề trạng ngữ, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, adverbial clause of time. Các em cùng nhìn hai câu hỏi trong đề thi tham khảo bộ đã công bố vào hồi tháng 5. Đấy là câu hỏi số 10 và câu hỏi số 12. Cả hai câu hỏi đều kiểm tra kiến thức của các em về nội dung của phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một kiến thức này nhé. Bài hôm nay của chúng ta sẽ gồm những nội dung sau. Một là chúng ta tìm hiểu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là gì. Thứ hai, chúng ta sẽ xem các sự kết hợp về thì giữa các mệnh đề trong câu. Thứ ba, chúng ta xem khi nào mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thể rút gọn và có thể sử dụng được đảo ngữ. Phần thứ tư, chúng ta chuyển sang luyện tập và phần thứ năm là bài tập về nhà. Vậy thế nào là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian? What are adverbial clauses of time? Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là những mệnh đề được bắt đầu bởi liên từ chỉ thời gian như when, as, after, as soon as, before, by the time, during the time, the moment that, once, seen, till or until, whenever, while, the first time, the last time, the next time. Các em theo dõi các ví dụ sau. 1. Anna started to play the piano when she was 5. 2. I will call you as soon as I arrive in Hanoi. 3. They have been friends since they were at high school. Trong các câu trên, những mệnh đề được in đậm bắt đầu bằng when, as soon as hoặc since là những mệnh đề chỉ thời gian. Tiếp theo chúng ta xem vị trí của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu được đứng ở đâu. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu có thể đứng ở đằng trước hoặc đằng sau mệnh đề chính. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng phía trước, chúng ta cần một dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề. For example, the moment he came into the room, I recognized him. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng sau mệnh đề chính, chúng ta không cần dấu phẩy ngăn cách. Example, I heard a strange noise as I was going upstairs. Chúng ta chuyển sang một nội dung rất quan trọng, đó là sự phối hợp về thì giữa các mệnh đề. Nguyên tắc chung mà các em cần nhớ là verbs in main clause and time clause must agree in tense and agree with the meaning of the time conjunction in sentence. Động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề chỉ thời gian phải phù hợp với nhau và hợp với nghĩa của liên từ chỉ thời gian trong câu. Cụ thể, khi mệnh đề chính được chia ở thì hiện tại hoặc thì tương lai, thì động từ trong mệnh đề chỉ thời gian sẽ để ở các dạng hiện tại. For example, she will come when she is ready. Động từ come chia tương lai đơn và động từ to be trong mệnh đề chỉ thời gian chia hiện tại đơn. Example 2, before you leave, don't forget to turn off the lights. Cả hai động từ trong hai mệnh đề đều chia ở hiện tại đơn. Hai là khi động từ trong mệnh đề chính ở dạng quá khứ thì động từ trong mệnh đề chỉ thời gian cũng ở dạng quá khứ. For example, she did the cleaning after she had done the washing up. Động từ do trong cả hai mệnh đề này đều ở dạng quá khứ. Các em lưu ý, trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chúng ta không dùng will hoặc would cộng với động từ nguyên thể. Và thay vào đó, chúng ta sẽ dùng dạng hiện tại của động từ. Giống như trong câu ví dụ sau. He will go out after he has finished his work. Ở đây mặc dù câu này diễn đạt trong tương lai, nhưng mệnh đề trạng ngữ không dùng ở thì tương lai. Giống như will finish, mà sẽ dùng has finished. Chúng ta đi vào từng trường hợp cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai được bắt đầu bằng when,
until, before, after, as soon as. Thì động từ trong mệnh đề này có thể chia ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành nếu chúng ta muốn nhấn mạnh sự hoàn thành của hành động. Và động từ trong mệnh đề chính sẽ để ở dạng tương lai đơn hoặc dạng be going to cộng động từ nguyên thể. For example, 1. I will wait here until they come back. 2. She is going to finish her work before she leaves. 3. I will go to bed after I finished or after I have finished my homework. 4. We will email you as soon as we have or we have had the result. 5. He will work for his family when he graduates from university. Trường hợp thứ hai, khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong tương lai được bắt đầu bằng by the time, thì động từ trong mệnh đề này sẽ chia ở hiện tại đơn. Và trong mệnh đề chính, động từ có thể để ở dạng will have cộng verb phân từ 2 hoặc will have been cộng verb in. For example, 1. I will have finished all my housework by the time my mother comes home. 2. By the time she arrives, we will have been waiting for 2 hours at the airport. Trường hợp thứ 3. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ được bắt đầu bằng since, thì động từ sẽ chia ở quá khứ đơn. Và ở mệnh đề chính, động từ thường có dạng hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. For example, 1. We haven't met each other since we left university. 2. I have been learning English since I was 5. Trường hợp tiếp theo, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ bắt đầu bằng when, until, after, as soon as. Động từ trong mệnh đề này có thể chia quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành. Động từ trong mệnh đề chính chia quá khứ đơn. For example, 1. I started school when I was 5. 2. We waited until he finished his homework. 3. They got married after they had graduated from university. 4. She cried as soon as she heard the news. Tiếp theo là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ được bắt đầu bằng why hoặc as. Thì động từ thường chia quá khứ tiếp diễn và động từ trong mệnh đề chính chia ở quá khứ đơn. Nhưng khi mệnh đề này bắt đầu bằng when, động từ sẽ chia quá khứ đơn và động từ trong mệnh đề chính lại chia quá khứ tiếp diễn. Đây là cách dùng kết hợp giữa quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn để miêu tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào như các em đã học ở các thi này. Các em xem các ví dụ sau. 1. He phoned while I was having dinner. 2. I was doing my homework when my mother came back. Trường hợp tiếp. Khi mệnh đề trạng ngữ được bắt đầu bằng why or as, cả hai mệnh đề này động từ đều chia quá khứ tiếp diễn. For example, I was learning why my father was watching TV. 2. We were reading books while they were playing computer games. Đây là cách dùng của quá khứ tiếp diễn để miêu tả hai hành động đang đồng thời xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ được bắt đầu bằng by the time hoặc before, động từ trong mệnh đề chỉ thời gian sẽ chia quá khứ đơn và động từ trong mệnh đề chính chia quá khứ hoàn thành. For example, by the time my mother came home, I had finished all the housework. 2. She had left before he arrived. Chúng ta chuyển sang một nội dung tiếp theo. Khi nào chúng ta có thể sử dụng mệnh đề trạng ngữ rút gọn, reduced time clauses. Các em lưu ý. Để rút gọn được mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phải đồng chủ ngữ. The main clause and the time clause have the same subject.
Khi đó chúng ta thực hiện rút gọn mệnh đề này bằng cách lược bỏ chủ ngữ và trợ động từ nếu có. Kết quả chúng ta còn lại là một cụm gồm có liên từ chỉ thời gian và động từ ở dạng verb in nếu động từ nguyên gốc ở thể chủ động và động từ ở dạng verb ed nếu như động từ nguyên gốc ở dạng thể bị động. Các em xem xét các ví dụ sau. 1. Before he played computer games, he finished all his homework. Trong câu này, động từ play đang để ở dạng chủ động. Vì vậy, khi rút gọn, chúng ta sẽ dùng dạng verb in và ta có câu. Before playing computer games, he finished all his homework. Example 2. Since she started at university, she has been working for this company. Động từ study đang để ở thể chủ động. Vì vậy, khi rút gọn đi chủ ngữ và động từ sẽ chuyển sang dạng verb in. Và chúng ta còn lại là Since studying at university, she has been working for the company. Number 3. When she was asked suddenly, she was embarrassed to answer his question. Động từ ask trong đây đang để ở thể bị động. Vì vậy, sau khi rút gọn đi chủ ngữ và trợ động từ to be, chúng ta còn lại dạng verb ed. Do đó, câu sẽ là When asked suddenly, she was embarrassed to answer his question. Example 4. When she was informed of the result, she felt extremely excited. Động từ inform trong câu này cũng đang để ở thể bị động. Vì vậy, sau khi rút gọn chủ ngữ và động từ to be, chúng ta còn informed. Và câu của mình là Once informed of the result, she felt extremely excited. Trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ xem khi nào chúng ta dùng mệnh đề đảo ngữ trong câu có mệnh đề chỉ thời gian. Đảo ngữ inversion, đó là chúng ta sẽ đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ giống như trong trật tự từ của câu hỏi. Và với một câu có mệnh đề chỉ thời gian đứng đầu thì chúng ta có thể dùng đảo ngữ. Ở đây, cô chỉ điểm một số trường hợp rất cơ bản và rất phổ biến mà các em có thể gặp. Trường hợp thứ nhất, khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng only after, only when, thì chúng ta thực hiện đảo ngữ ở mệnh đề chính. Các em xem câu ví dụ sau. 1. Only after we had left the ship did we realize that the captain had remained there. Or, only when I called her did I learn that she was seriously ill. Tương tự như vậy, nếu câu bắt đầu bằng not until, chúng ta cũng thực hiện đảo ngữ ở mệnh đề chính. Giống như trong ví dụ sau. Not until he stopped to rest did Jack realize that he had been wounded. Mãi tới khi dừng lại để nghỉ ngơi thì Jack mới nhận ra là anh ấy bị thương. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện đảo ngữ ở mệnh đề chỉ thời gian khi. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có no sooner và than, ngay khi. For example, no sooner had she handed in her paper than she realized her careless mistake. Number 2. No sooner had we started lunch than the doorbell rang. Tương tự, khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có hardly, scarcely, barely dùng với when và chúng ta thực hiện đảo ngữ ở mệnh đề chỉ thời gian. Vậy hai câu ví dụ trên có thể được diễn đạt lại như sau. Hardly had she handed in her paper when she realized her careless mistakes. Example 2. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. Như vậy cô vừa hoàn thành xong phần lý thuyết của mục mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Bây giờ các em cùng phân tích một số câu hỏi đã dùng trong các đề thi vừa rồi nhé. Practice 1. Choose the best answer to complete the following questions. Bây giờ các em đã có thể trả lời được câu hỏi số 10 và số 12 trong đề thi tham khảo Bộ công bố tháng 5 năm nay chưa? Chúng ta cùng xem xét nhé. Question number 10. I have made a lot of new friends in my family dot dot here. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ bắt đầu bằng since thì động từ sẽ chia ở quá khứ đơn. Do vậy, phương án B là đáp án. Question 12. I will come and see you A.
When I was finishing my homework. B. As soon as I have finished my homework. C. Until I finished my homework. D. After I had finished my homework. Động từ come trong mệnh đề chính đã chia ở thì tương lai. Thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ sẽ phải chia ở hiện tại. Do vậy, phương án B ở đây là đáp án. Bởi vì các phương án A, C, D động từ đang để ở dạng quá khứ. Các em theo dõi tiếp hai câu sau được trích từ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Question number 8. His health has improved a lot since he doing regular exercise. Chúng ta thấy mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu này bắt đầu bằng since. Thì động từ trong mệnh đề này thường chia ở quá khứ đơn. Do vậy, phương án B started là đáp án. Question 10. We will send you an email of confirmation. A. After we had made our final decision. B. Before we made our final decision. C. While we were making our final decision. D. As soon as we have made our final decision. Chúng ta thấy trong mệnh đề chính, động từ đã đang chia ở thì tương lai đơn. Do vậy, mệnh đề chỉ thời gian động từ sẽ để ở các dạng hiện tại. Vì vậy, phương án D là đáp án. Các em lại theo dõi tiếp hai câu. Được trích từ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Question 7. Paul noticed a job advertisement while he dot 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 along the street. Chúng ta thấy trong câu này động từ ở mệnh đề chính đã chia quá khứ, thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng ở dạng quá khứ. Mà mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng while thì động từ thường chia quá khứ tiếp diễn. Do vậy, phương án A là đáp án. Question 11. Once dot 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 in large quantities, the products will be more affordably priced. Chúng ta nhận thấy mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở đây đã được rút gọn. Và động từ để ở thể bị động. Cho nên sau khi rút gọn, chúng ta chỉ còn lại dạng verb ed. Do vậy, phương án C là đáp án. Khi được sản xuất với số lượng lớn, thì những sản phẩm này sẽ có giá rẻ hơn. Và tiếp tục, đây là hai câu trong đề thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, mã đề 402. Các em cùng theo dõi nhé. Question 5. Once dot 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 with sufficient information, the freshman will feel more confident to start the new course. Khi được cung cấp đầy đủ thông tin, thì các sinh viên năm thứ nhất sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều để bắt đầu một khóa học mới. Như vậy, mệnh đề trạng ngữ ở đây cũng đã được rút gọn và động từ ở dạng bị động, cho nên chúng ta chỉ còn lại là verb ed và phương án B là đáp án. Question 10. Linda took great photos of butterfly while she dot 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 in the forest. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ bắt đầu bằng while thì động từ sẽ chia ở quá khứ tiếp diễn. Do vậy, phương án B was hiking là đáp án. Các em lại theo dõi tiếp hai câu được trích từ đề thi của năm 2018 và năm 2017. Question 14. Only after she dot 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 from a severe illness did she realize the importance of good health. Mệnh đề trạng ngữ được bắt đầu bằng only after thì thường sẽ miêu tả một hành động xảy ra và kết thúc trước hành động trong mệnh đề chính. Mà trong mệnh đề chính, động từ đã chia quá khứ đơn thì động từ ở đây sẽ phải chia quá khứ hoàn thành. Do vậy, phương án C, had recovered, là đáp án. Question 8. I haven't met him again since we dot 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 school 10 years ago. Mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng since. Thì động từ trong câu này thường chia quá khứ đơn. Do vậy, phương án C, left, là đáp án.
Chúng ta sang một loại bài tập thứ hai đối với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Dạng bài tập này yêu cầu chúng ta dùng một câu mà có liên từ chỉ thời gian để kết hợp hai câu đã cho. Chúng ta xem câu thứ nhất. Đây là câu hỏi số 50 được trích từ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Olga handed in her exam paper. She then realized that she had missed one question. Olga đã nộp bài kiểm tra. Cô ấy sau đó mới nhận ra rằng mình đã bỏ sót một câu hỏi. A. Having realized that she had missed one question, Olga handed in her exam paper. Nhận ra mình đã bỏ sót một câu hỏi, Olga đã nộp bài kiểm tra. B. Not until Olga had handed in her exam paper did she realize that she had missed one question. Mãi cho tới khi Olga đã nộp bài kiểm tra thì cô ấy mới nhận ra cô ấy đã bỏ sót một câu hỏi. C. Had Olga realized that she had missed one question, she wouldn't hand in her exam paper. Các em có thể nhận thấy đây là câu điều kiện được bỏ if. Nếu Olga nhận ra rằng cô ấy đã bỏ sót một câu hỏi, cô ấy sẽ không nộp bài kiểm tra. D. Only after Olga realized that she had missed one question, did she hand in her exam paper. Sau khi Olga nhận ra cô ấy đã bỏ sót một câu hỏi, thì cô ấy lại nộp bài kiểm tra. Như vậy ở đây phương án B là đáp án, vì nghĩa nó phù hợp với tình huống đưa ra. Câu tiếp theo, vẫn là câu hỏi số 50, trích từ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting. Peter đã thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy rời trường. Anh ấy làm việc đó khi anh ấy tới cuộc họp. A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting. Chỉ sau khi anh ấy rời trường thì Peter mới thông báo cho chúng tôi cái việc anh ấy đến cuộc họp. B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting. Mãi tới khi Peter nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ rời trường thì anh ấy mới đến cuộc họp. C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting. Ngay khi Peter thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy rời trường, thì anh ấy đến cuộc họp. D. No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school. Ngay khi Peter đến cuộc họp, anh ấy đã thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy sẽ rời trường. Như vậy, phương án D sẽ là đáp án vì nghĩa phù hợp với trong tình huống này. Câu tiếp theo. Câu số 29 trích từ đề thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, mã đề 401. Mary left home to start an independent life. She realized how much her family meant to her. Mary đã rời nhà để sống riêng. Cô ấy đã nhận ra gia đình có ý nghĩa thế nào với cô ấy. A. Only when Mary realized how much her family meant to her did she leave home to start an independent life. Chỉ khi Mary nhận ra gia đình có ý nghĩa nhường nào thì cô ấy mới rời ra để sống riêng. B. To realize how much her family meant to her, Mary decided to leave home to start an independent life. Để nhận ra gia đình có ý nghĩa đến thế nào, Mary quyết định rời nhà ra sống riêng. C. Not until Mary had left home to start an independent life did she realize how much her family meant to her. Mãi tới khi Mary rời nhà ra sống riêng thì cô ấy mới nhận ra gia đình có ý nghĩa như thế nào với cô ấy. D. Mary left home to start an independent life with a view to realizing how much the family meant to her. Mary rời nhà ra sống riêng để nhận ra gia đình có ý nghĩa như thế nào với cô ấy. Như vậy, chúng ta thấy phương án C phù hợp với nghĩa của tình huống này và là đáp án.
Chúng ta vừa phân tích xong các dạng câu hỏi đã dùng ở các đề thi đã dùng trước đây. Bây giờ chúng ta chuyển sang dạng bài tập củng cố. Further practice 1. Choose the best answer to complete the following questions. Chọn phương án đúng để hoàn thành câu. Các em có 20 giây để suy nghĩ 5 câu đầu tiên. Number 1. I'm going to speak with the boss when the meeting da da da. Trong câu này, mệnh đề chính đã để ở dạng be going to, cộng động từ nguyên thể. Do vậy, mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Nên phương án B, ends, là đáp án. Number 2. Before she came to England, she da 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 English. Mệnh đề chỉ thời gian đã ở quá khứ đơn, thì động từ trong mệnh đề chính cũng sẽ chia ở dạng quá khứ. Hơn thế nữa, khi câu có before, thì động từ ở mệnh đề chính thường diễn ra và kết thúc trước động từ trong mệnh đề chỉ thời gian, nên nó sẽ chia ở quá khứ hoàn thành. Và phương án C, had started, là đáp án. Number 3. Lan has learned English since she da 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 a small girl. Ở đây chúng ta thấy mệnh đề chỉ thời gian trong quá khứ bắt đầu bằng since, thì động từ thường chia quá khứ đơn. Do vậy, phương án B, was, là đáp án. Number 4. We saw many beautiful birds while we da 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 in the lake. Một mệnh đề chỉ thời gian trong quá khứ bắt đầu bằng while, thì động từ thường chia quá khứ tiếp diễn. Do vậy, phương án C, were fishing, là đáp án. Number 5. By the time he retires, he da 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 $20,000. Chúng ta thấy mệnh đề chỉ thời gian có by the time cộng với động từ chia ở hiện tại đơn, thì động từ trong mệnh đề chính sẽ chia tương lai hoàn thành. Do vậy, phương án D, will have saved, là đáp án. Các em theo dõi tiếp 5 câu trong vòng 20 giây. Number 6. When we da 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 him tomorrow, we will remind him of that. Trong mệnh đề chính, động từ đã để ở tương lai đơn. Vì vậy, mệnh đề chỉ thời gian sẽ là hiện tại. Và hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại đơn. Do đó, phương án B, C là đáp án. Number 7. My grandfather passed away. A. As soon as I would be born. B. Since I had been born. C. Why I was born. D. Before I was born. Chúng ta thấy trong mệnh đề trạng ngữ không dùng would, cho nên ta không dùng phương án A. Ở phương án B, mệnh đề bắt đầu bằng since thì động từ thường chia quá khứ đơn, nên cũng loại. Ở phương án C, mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng why, động từ thường chia quá khứ tiếp diễn, cho nên phương án C loại. Vì vậy, đáp án của chúng ta là phương án D. Number 8. We will have prepared everything. A. As soon as the meeting will begin. B. By the time the meeting begins. C. As long as the meeting would begin. D. After the meeting began. Các em nhớ là trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta không dùng will và would. Do vậy, phương án A và C đã được loại. Ở phương án D, after the meeting began, động từ ở mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu này phải chia ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành, vì mệnh đề chính đang ở tương lai hoàn thành. Do vậy, phương án D loại. Vậy còn lại, chúng ta có phương án B là đáp án. 9. She often wears in red. A. After I have met her. B. Whenever I meet her. C. By the time I meet her. And D. Until I will meet her. Mệnh đề chính, động từ đã chia ở hiện tại đơn. Thì mệnh đề chỉ thời gian, động từ cũng chia hiện tại. Trong phương án D, until I will meet, có will, chúng ta bỏ.
Ở phương án C, by the time I meet her, nghĩa không phù hợp với liên từ chỉ thời gian. Ở phương án A, after I have met her, cũng không phù hợp với nghĩa. Do vậy, chúng ta chỉ còn phương án B là đáp án. Number 10, dot dot dot, Maria put the dishes away. A, since I have washed up. B, until I was washing up. C, after I had washed up. D, why I had washed up. Trong mệnh đề chính, động từ đã để ở quá khứ đơn. Thì mệnh đề chỉ thời gian, động từ cũng ở quá khứ. Chúng ta nhìn phương án A, mệnh đề bắt đầu bằng since thì động từ phải để quá khứ đơn, do vậy là loại. Ở phương án B, động từ đang chia quá khứ tiếp diễn, nghĩa sẽ không hợp với nghĩa của mệnh đề chính và nghĩa của liên từ until. Ở phương án D, động từ trong mệnh đề bắt đầu bằng why thường chia quá khứ tiếp diễn, cho nên I had washed up không phù hợp. Vì vậy chúng ta còn lại phương án C sẽ là đáp án. Các em lại theo dõi 5 câu tiếp trong vòng 20 giây. You can go home. A. No sooner you have finished the work. B. As soon as you have finished the work. C. Why you have finished your work. D. Before you have finished your work. Chúng ta nhận thấy mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở phương án A có no sooner mà lại không có đảo ngữ, nên phương án A loại. Ở phương án C, mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng why mà động từ không chia quá khứ tiếp diễn, chúng ta cũng loại. Ở phương án D, động từ chia hiện tại hoàn thành nhưng nghĩa lại không phù hợp với liên từ before. Do vậy, phương án B là đáp án trong câu này. Number 12. I have earned my own living dot 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 I was 7. Câu này các em thấy có dễ không? Mệnh đề chính chúng ta có hiện tại hoàn thành. Ở mệnh đề chỉ thời gian, động từ đã chia quá khứ đơn. Vậy sự phối hợp giữa hai thì này chúng ta thường dùng với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng since. Do vậy, A, since là đáp án. Number 13. When the passenger dot dot dot, will you please give him this package? Ở mệnh đề chính chúng ta thấy động từ đã để ở thì tương lai. Thì trong mệnh đề chỉ thời gian, động từ sẽ chia ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Do vậy, phương án B, arrives, là đáp án. Number 14. Dot, dot, dot. Peter came to see me. A. Why having dinner? B. Why I was having dinner? C. When having dinner? And D. When I'm having dinner? Chúng ta nhận thấy ở đây mệnh đề trạng ngữ không thể rút gọn bởi vì hai chủ ngữ trong hai mệnh đề không đồng nhất. Do vậy, phương án A và C không phù hợp. Ở mệnh đề chính, động từ đang chia quá khứ đơn, thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng phải chia ở dạng quá khứ. Do vậy, phương án D loại và chúng ta còn lại phương án B là đáp án. Number 15. Dot, dot, dot. I will give him the report. A. When he will return. B. When he returns. C. Until he will return. D. No sooner he returns. Mệnh đề trạng ngữ, động từ sẽ phải chia ở hiện tại hoặc hiện tại hoàn thành, bởi vì trong mệnh đề chính đang ở tương lai đơn. Chúng ta nhìn thấy phương án A và phương án C có will nên không phù hợp. Ở phương án D có no sooner với động từ chia hiện tại nhưng lại không có đảo ngữ. Vì vậy, phương án D cũng không phù hợp. Do đó, phương án B, when he returns, là đáp án. Chúng ta chuyển sang dạng bài tập củng cố số 2. Combine the pairs of sentences using the words given in parentheses. Make changes in verb if necessary.
chúng ta sẽ dùng câu để kết hợp hai câu đã cho. Và trong câu chúng ta kết hợp phải có dùng từ trong ngoặc, đó là cái liên từ chỉ thời gian. Với 4 câu đầu tiên, các em có 20 giây để suy nghĩ. Chúng ta cùng phân tích nhé. Number 1. His application for the job was refused. He felt very disappointed. Đây là sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy cả hai vế trong câu kết hợp phải đều chia ở quá khứ. Và dùng với từ nối when, chúng ta sẽ có câu kết hợp như sau. When his application for the job was refused, he felt very disappointed. Number 2. UNICEF replaced an ad in the local paper for a vacancy. I will apply for the job. Tình huống này sẽ diễn ra trong tương lai. Vì vậy chúng ta nhớ rằng khi mệnh đề chính ở tương lai thì mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở hiện tại. Và câu kết hợp của chúng ta sẽ là I will apply for the job as soon as UNICEF places an ad in the local paper for a vacancy. Tôi sẽ nộp đơn ứng tuyển cho công việc này khi UNICEF quảng cáo tuyển dụng trên tờ báo địa phương. Number 3. The minister was interrupted. He started his speech. Tình huống này đã diễn ra trong quá khứ, vậy hai vế đều sẽ chia ở quá khứ. Hơn nữa chúng ta nhớ rằng hardly được dùng với when và phải có đảo ngữ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Do đó câu kết hợp phải là Hardly had the minister started his speech when he was interrupted. Number 4. I asked a passerby. I realized where I was then. Cũng là một tình huống trong quá khứ và liên từ để nối là not until. Khi dùng câu bắt đầu bằng not until, chúng ta sẽ phải dùng đảo ngữ trong mệnh đề chính. Do vậy câu kết hợp của ta là Not until I asked a passerby did I realize where I was. Các em lại xem tiếp 5 câu tiếp theo. Number 5. The examiner delivered the test paper. The examinees felt nervous. Sự việc này đã diễn ra trong quá khứ. Cả hai vế của câu kết hợp chúng ta đều phải để ở quá khứ. Và chúng ta lại nhớ rằng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mà bắt đầu bằng why thì động từ thường chia ở quá khứ tiếp diễn. Do vậy, câu kết hợp của chúng ta là The examinees felt nervous while the examiner was delivering the test paper. Number 6. You will learn how to use a computer. You will be able to work for an international company. Tình huống này sẽ diễn ra trong tương lai. Thì mệnh đề chính sẽ dùng ở tương lai và mệnh đề chỉ thời gian sẽ chia ở hiện tại. Và chúng ta sẽ có câu kết hợp như sau. Once you learn how to use a computer, you will be able to work for an international company. Khi bạn học cách sử dụng máy tính thì bạn sẽ có thể được làm trong một công ty quốc tế. Number 7. I won't return this book to the library. I will finish my research project. Tình huống này sẽ diễn ra trong tương lai. Cho nên mệnh đề chính là tương lai và mệnh đề chỉ thời gian sẽ phải ở hiện tại. Và ta có câu kết hợp như sau. I won't return this book to the library until I finish my research project. Number 8. Paula had shut the door. She realized she had left her key inside. Tình huống này diễn ra rồi. Và câu kết hợp của chúng ta, cả hai vế động từ đều phải chia ở dạng quá khứ. Khi câu bắt đầu bằng no sooner, thì chúng ta lại nhớ là no sooner phải dùng với than và mệnh đề trạng ngữ sẽ phải đảo ngữ. Và câu của chúng ta có No sooner had Paula shut the door than she realized she had left the key inside.
Ngay khi Paula đóng cửa thì cô ấy đã nhận ra là cô ấy bỏ quên chìa khóa bên trong. Number 9. He will go to an interview. He will remember to bring along with his resume with him. Câu này sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Và mệnh đề chính sẽ chỉ ở tương lai, mệnh đề chỉ thời gian là ở hiện tại. Do đó câu kết hợp của ta là The next time he goes to an interview, he will remember to bring along his resume with him. Các em lại có 20 giây để nghiên cứu 6 câu tiếp theo. Number 10. The theft was discovered. The accounts were checked. Khi chúng ta dùng only when trước đầu một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì chúng ta sẽ phải dùng đảo ngữ trong mệnh đề chính. Do vậy, câu này sẽ được kết hợp như sau. Only when the accounts were checked was the theft discovered. 11. She dropped the papers. She was leaving the office. Câu này đã diễn ra trong quá khứ và một việc đang diễn ra thì có một việc khác xen vào. Do vậy câu kết hợp của ta là She dropped the papers as she was leaving the office. Number 12. I will have the news. I will let you know. Tình huống này sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Và từ nối là as soon as bắt đầu, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, động từ sẽ chia ở hiện tại. Do vậy, câu kết hợp là I will let you know as soon as I have the news. 13. The WTO delegation left the hotels. A suicide bomb exploded. Câu này diễn tả một tình huống đã diễn ra. Và khi ta dùng từ before, thì động từ ở trong mệnh đề chính đã xảy ra và kết thúc trước. Do đó nó sẽ phải chia ở quá khứ hoàn thành. Vậy câu kết hợp của ta là The WTO delegation had left the hotel before a suicide bomb exploded. Number 14. The office phoned me. I found out about the meeting then. Khi ta dùng not until ở đầu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì mệnh đề chính cần có đảo ngữ. Do vậy, câu kết hợp là Not until the office phoned me did I find out about the meeting. Number 15. He began working as a bank officer. His way of living has changed a lot. Chúng ta dùng since bắt đầu một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ. Và trong mệnh đề chính, động từ thường để hiện tại hoàn thành. Do vậy, câu kết hợp là His way of living has changed a lot since he began working as a bank officer. Như vậy, cô và các em vừa ôn lại toàn bộ phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và làm rất nhiều bài tập củng cố. Sau đây, cô sẽ giao bài tập về nhà. Trước khi các em làm lại bài tập, thì các em học thuộc về lý thuyết về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nhé. Và sau đó các em hãy làm lại bài tập số 1, 2, 3 trong mục Language Focus của bài 16 quyển sách tiếng Anh lớp 12. Ngoài ra cô có giao thêm cho các em một bài tập nữa, các em cùng ghi nhé. Use correct forms of verbs in parentheses. Cho dạng đúng của động từ ở trong ngoặc. A. Bill always do his homework as soon as he gets home from school. B. After I brush my teeth, I go to bed. C. When he leaves the party, he catches a taxi. D. Sue buys the CD player after she has saved up enough money. E. No sooner he leaves his office than his phone rang. F. By the time his mother got home, he tidied the room. G. Ruth stayed in her room until she do all her homework. H. They were talking while we watched the film.
Bài học hôm nay đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau.